Ngày 13 tháng 6, xã Tạng Khương Nam tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng hai căn nhà đại đoàn kết. Hai căn nhà được bàn giao cho bà Võ Thị Bưởi ấp Tân Thành A và bà Lý Hồng Thúy ấp Tân An Ninh B. Tất cả đều là hộ nghèo không đất sản xuất, cuộc sống hàng ngày chỉ đi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng từ 40 đến 50 mét vuông, trị giá từ 60 đến 70 triệu đồng. Trong đó, mỗi căn công ty xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại gia đình thân tộc hai gia đình đóng góp thêm. Đây là những ngôi nhà được xây đắp bằng tình cảm, trách nhiệm của cả cộng đồng, nhưng mà muốn thắp lên niềm tin, nghị lực cho những mảnh đời còn chịu nhiều vất vả, khó khăn và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Việc cho tặng nhà đại đoàn kết trên địa bàn huyện Đầm Dơi không chỉ hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp cho các hộ nghèo, động viên khuyến khích họ hăng hái lao động sản xuất, tự vươn lên trong cuộc sống, mà còn khơi dậy nghĩa đồng bào, tương thân tương ái, vốn là truyền thống tốt đẹp ngàn đời nay của dân tộc ta.